cạnh đây ấy. Đây là nước cốt tượng đây này. Vâng vâng. Đây là cốt. Nên trong nước cốt đây chưa? Vâng. Ngồi vào đây. Có con mẹ đấy. Uống nước đó chưa được về. Chưa. Ai đã cho về mà về. Cúp đây là không được quả nó rồi, vì ông ôm cái tội ông ôm cái con nhà chơi này, có cho sợ đù nó, nhà báo về nói phản đấu nó vào, từ nay cụ không được gọi là cúp nữa rồi, nhà nước cho đây là cúp đây kìa, đây kìa, đây, con kia là bảng vàng, đấy là cụ chỉ được gọi là cúp thôi. Hai người này là ông thư tử cung vậy? Ông thư tử cung ở Khâm Thiên này. À, chưa khỏi rồi ạ? Có lâu rồi. Vâng. Nhiều ông thư tử cung người là về đây là cảm ơn ông đây. Ở đây chơi luôn đấy, chơi thỉnh thoảng đấy, chơi cũng cho đi đổ sơn đắp bát cơ mà. À thế ạ. Hai gì? Hai đứa này với một đứa ở Sài Gòn. Vâng, cũng ông thư tử cung. Ông cho ngồi ghế kia uống nước xong còn đem dao ra, bắt tụt quần ra nằm sấp chồng ông đấy cái ghế, để đem dao vào liếc để khoét hết bước đi. Ôi trời, nó kêu trời ở đây cái lệ vàng. Con này thầy con không cắt. Ôi chứ không cắt thì làm sao nó khỏi cắt hết. Chiều đấy. Vâng, cụ siêu cũng vui tính. Thế năm nay là cụ 93 tuổi, à 94 tuổi. 93, 94. Khỏe nhỉ. Thế ở đây thì cụ chữa được những loại ung thư này, ung thư gì? Các loại ung thư nào cũng chữa được hết. U hạch cũng chữa được hết. Các loại ung thư, u hạch. Thế thầy với nhà nước phải tượng đi. Cúp trên kia, bảng quản trên kia còn to nữa kìa. Quá. Nước của chú rồi. Đây bảng vàng. Đấy, em, bên cạnh kia là bây giờ sẽ... Con bè. Bảng vàng vinh danh. Cứ bè chậm đấy. Không có nhà, chưa có nhà. À, ông là đời thứ ba hả? Đời thứ ba. Đời một là Lương Y Lê Thị Quỳnh Hoa. Đời hai Lương Y Lê Văn Kình. Đời ba là Lương Y Lê Văn Lượng. À, đời bốn là Lương Y Lê Văn Hùng. Bác Hùng là con trai. Có đâu các bác ở dưới cũng đều là con cả. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học. Giám đốc. Vâng. À đây bảng vàng vinh danh này. Nhiều bằng khen quá. Tây rồi mình đến đây chữa thì tây ở đây thôi. À bà Tây này bà bị làm sao đấy ạ? Ung thư vòm họng. Ung thư vòm họng ạ? À thế ạ. Cho họ ở đây luôn, đã khỏi mới cho về. À thế ạ, chữa khỏi mới về. Ở đây là có thẩm quyền dịch ở đây nuôi rồi. À đấy ạ, chồng đi theo đấy ạ. Không, của phiên dịch người Việt Nam. À phiên dịch. Đó là người Nga. À người Nga, vâng. Ở đây ạ. Đây là tử cung. Đây là ung thư tử cung. Đã khỏi. À. Đây là những người mà đã khỏi đến với ông đấy hả? Đến với ông đã khỏi đấy. Đây 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 có mấy cái này mà hả? Đặng vai chụp ở đây trời đấy cái còn những nhẹ này đây. Vâng. Đây cúp đây trong cái cúp kia. Vâng. Bây giờ có cơ sở nói rồi gọi là cúp rồi. Cúp. Đấy tượng này này, đây chữ dưới chân tượng này. À có tượng này vâng, có tượng của ông. Đấy. Tượng. Lương Y Lê Văn Lượng, bảng vàng này, bảng vàng vinh danh này, gia tộc Lương Y, Lê tộc, đời một, đời hai, đời ba, đời bốn, tượng, quý hóa quá. Cứu tội cụ, hát ok với cây viện này thành nhớ này nó không. Nó phạt cụ đó chứ không cho gọi nữa, chỉ cho gọi là cụp thôi, không được gọi là cụp nữa. Vâng. Nó trước cô đấy. Vâng, ngày xưa thì cách đây khoảng cũng khoảng hơn chục năm, à. Thì con về đây rồi, con về lấy thuốc cho bà ngoại, à. Với lại một bà mợ, bà mẹ của mợ con ở Nghệ An, cũng ở Nghệ An.
thì lấy thuốc của cụ về cho bà uống, bà cũng sống được duy trì được 10 năm. Nhưng mà là bà con mất là do là chín ba chín tư tuổi là do tuổi cao thôi. Vâng. Khỏi đó, khỏi rồi. Dạ vâng, vâng. Hôm nay đến đây cũng gửi lời cảm ơn Lương Y. Thứ hai là cũng có cái việc, cũng có người quen ở Nghệ An nhờ điện cho nó. Vâng. Ra đây là cụ cắt mất bước đi. Cái trêu này. Dạ vâng. Thế thì khi mà liên hệ với cụ thì có phải đưa người nhà về đây không ạ? Không phải đưa cũng được. Vâng. Nếu đưa ra thì cảm tốt, hoặc có người là thông cảm. Dạ, dạ vâng. Con thì ở thành phố Hải Dương. Thành phố Hải Dương có khu chỗ nào? Con ở khu phường Tân Bình. Ôi giời. Tân Bình tớ tao có nhà ở Tân Bình. À thế ạ. Ở Giáp Nam Cường đây. À thế ạ. Thế là nhà của con trai hay là của ông hay là con nuôi? Con mua nhà cho nó ở đây. À. Cụ mua nhà cho con nuôi. Nhưng mà ở trên thành phố Hải Dương thì ông có cơ sở nào không hay là chỉ ở đây thôi? Cơ sở mà bán thuốc, mà bốc thuốc ấy ạ? Không, không, chỉ có ở đây thôi. Chỉ ở đây thôi ạ? Ở đây thì các nơi miền Nam, miền Bắc phải đến đây hết rồi. Vâng. Phải đến nước ngoài, Nga, Mỹ rồi phải đến đây. Nó trong mạng nó biết. Miền Nam, miền Bắc. Có ở trong mạng nó thấy ông Đăng Lượng đấy là thời gian. Vâng. Nhà báo nó lên hết. Miền Nam, miền Bắc, trong nước và nước ngoài. Ừ. Đều tìm về với ông. Vâng. Ta để đây, đây nó ngồi đây. Vâng. Thế qua cho ở đây đây này, thì có Nga này cho ở đây thì còn Mỹ phải nằm ở khách sạn Hà Nội. Vì nhà nước nó quản lý hộ khẩu hộ dạ, chiếu. Dạ, đúng rồi. Có liên đâu. Quan đến yếu tố người nước ngoài. Cái Nga là xã hội chủ nghĩa cho ở đây rồi. Nói chung nó ngồi nó to không, nó có bằng cái đĩa Tây không? À. Nhưng mà trông xinh nhỉ cụ nhỉ? Ừ, cái đĩa Tây. Xinh quá. Khen. Ai mà khen đó. Đấy, cái gì ôm thành mất mẹ cái cúc. À. Đây là cơ ngơi của nhà cụ Lương Y Lang Lượng. Đây các bác đang làm thuốc ở dưới. Đây phơi lá ổi đây. Các bác đang xa thuốc. Wow. Người mùi thuốc thấy dễ chịu rồi. Đây là cái cây gì đấy ạ? À, bồ công anh. À? Đây là đinh lăng. Vâng. À. Em ở Hải Dương ạ. Vâng. Em về Hải Dương nhưng mà liên hệ cho một người quen ở Hà Tĩnh. Vâng. Ui, khỏa thuốc này. Tức là phải quay đi cho người ta nhìn được. Khỏa thuốc. Đâu? Người ta biết. Vâng. Đây, gia đình cụ Lang Lượng. Quý vị nào mà có vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh ung thư thì hãy tìm về nhà cụ Lang Lượng nhé. Ở thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang. Hoặc là trực tiếp để lại bình luận ở dưới đấy để chủ kênh sẽ gửi số điện thoại của cụ để liên hệ trực tiếp.